Chào mừng các em học sinh đến với dự án dạy học tóm tắt kiến thức và giải bài tập sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 7, bộ sách Chân trời sáng tạo. Hôm nay, cô sẽ cùng hướng dẫn các em bài chủ đề 7, trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở vi sinh vật. Bài 22, vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật. Các em biết rằng, khi chơi thể thao, nhiệt độ cơ thể chúng ta sẽ tăng hơn mức bình thường, đồng thời nhịp hô hấp cũng sẽ tăng lên. Hiện tượng này sẽ được giải thích như thế nào? Khi ta vận động cơ thể đã chuyển hóa năng thành năng lượng, giải phóng ra nhiệt năng khiến cơ thể chúng ta nóng lên. Nhịp tim và hô hấp cũng sẽ tăng lên để cung cấp oxy cho quá trình chuyển hóa năng lượng này. Như vậy, trong bài 22 hôm nay, đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu khái niệm trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật. Chúng ta hãy tìm hiểu về khái niệm trao đổi chất. Các em hãy quan sát hình 22.1. Em hãy cho biết cơ thể người lấy chất gì từ môi trường và thải chất gì ra ngoài. Chúng ta thấy rằng các chất được lấy vào trong cơ thể con người đó là oxygen, nước và các chất dinh dưỡng. Các chất được thải ra chính là carbon dioxide, hay chúng ta còn gọi là CO2, nhiệt năng và các chất thải. Như vậy, các chất được lấy từ môi trường được sử dụng để làm gì? Các chất được lấy từ môi trường sẽ được chuyển hóa để tạo thành năng lượng phục vụ cho các hoạt động sống của cơ thể con người hay của sinh vật. Vậy, trao đổi chất ở sinh vật gồm những quá trình nào và thế nào là trao đổi chất? Các em sẽ trả lời được cho cô rằng, trao đổi chất ở sinh vật gồm các quá trình lấy các chất cần thiết từ môi trường và thải các chất không cần thiết ra ngoài môi trường. Các chất cần thiết ở đây đó chính là oxy, nước và các chất dinh dưỡng. Các chất không cần thiết ở đây chính là CO2, nhiệt và các chất thải. Và đây cũng chính là định nghĩa về quá trình trao đổi chất. Trao đổi chất ở sinh vật là quá trình lấy các chất cần thiết từ môi trường bên ngoài và thải các chất không cần thiết ra môi trường. Sau đây chúng ta sẽ cùng làm một bài tập vận dụng nhỏ. Các em hãy cho biết quá trình nào sau đây thuộc về quá trình trao đổi chất ở sinh vật. A nhỏ, phân giải protein trong tế bào. B, bài tiết mồ hôi. C, vận chuyển thức ăn từ miệng xuống dạ dày. Và D, lấy carbon dioxide và thải oxygen ở thực vật. Vâng, và đáp án đúng của chúng ta sẽ là ba quá trình A, B và D. Đó là những quá trình trao đổi chất xảy ra ở cơ thể sinh vật. Vậy thế nào là quá trình chuyển hóa vật chất trong tế bào? Các em hãy cho ví dụ. Chuyển hóa vật chất sẽ là tập hợp các phản ứng sinh hóa xảy ra bên trong tế bào. Cô có thể lấy ví dụ về quá trình hô hấp tế bào. Tại đó, những phân tử hữu cơ sẽ bị phân giải để tạo thành CO2 và nước, đồng thời giải phóng ra năng lượng ATP. Vậy, thế nào là quá trình chuyển hóa năng lượng trong cơ thể? Chuyển hóa năng lượng chính là sự biến đổi năng lượng từ dạng này thành dạng khác. Các em hãy cho biết sự biến đổi nào sau đây là chuyển hóa năng lượng trong cơ thể sinh vật. A nhỏ, quang năng biến đổi thành hóa năng. B nhỏ, điện năng biến đổi thành nhiệt năng. C nhỏ, hóa năng biến đổi thành nhiệt năng. Và D, điện năng biến đổi thành cơ năng. Vâng, đáp án của chúng ta sẽ là quá trình A và quá trình C. Các bạn thấy rằng quang năng có thể biến đổi được thành hóa năng. Đó chính là quá trình quang hợp ở cây xanh. Cây xanh sẽ hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời để chuyển hóa thành năng lượng trong các hợp chất hữu cơ trong cơ thể của thực vật.
Thế còn đáp án C, hóa năng biến đổi thành nhiệt năng, đó chính là cái quá trình phản ứng, phân giải các chất hữu cơ trong cơ thể con người để tạo ra năng lượng thực hiện qua hoạt động sống của chúng ta. Và một phần năng lượng đó sẽ được tạo ra ở dạng nhiệt. Như vậy đó chính là quá trình biến đổi hóa năng thành nhiệt năng. Vậy cô có một câu hỏi như sau. Liệu sinh vật có sử dụng hết toàn bộ các chất được lấy từ môi trường không? Và em hãy giải thích điều này. Sinh vật không thể sử dụng hết được các chất lấy từ môi trường. Một phần các chất cơ thể không chuyển hóa được sẽ được đào thải ra bên ngoài cơ thể. Cô lấy ví dụ ngay như cellulose ở trong thực vật. Như vậy, các em có thể cho cô biết quá trình trao đổi chất và quá trình chuyển hóa năng lượng có vai trò gì đối với cơ thể sinh vật? Và hãy cho cô một ví dụ cụ thể. Vâng, quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng sẽ là điều kiện cơ bản giúp duy trì sự sống, sinh trưởng, phát triển và sinh sản ở các loài sinh vật. Ta có một ví dụ. Cây xanh cần có quá trình quang hợp để phục vụ cho sinh trưởng và phát triển. Khi chúng ta ăn thức ăn, cơ thể sẽ chuyển hóa thức ăn thành năng lượng giúp duy trì các hoạt động sống của sinh vật này. Vậy theo các em, điều gì sẽ xảy ra đối với sinh vật nếu quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng bị ngừng lại? Em hãy giải thích điều này. Các sinh vật sẽ không có năng lượng để duy trì các hoạt động sống bình thường và sẽ chết nếu như quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng bị ngừng lại. Bởi vì khi đó năng lượng sẽ không được chuyển hóa để giúp các sinh vật có công để thực hiện các hoạt động sống của mình. Chính vì thế mà các hoạt động sống sẽ không xảy ra. Và khi các hoạt động sống không xảy ra được thì đồng nghĩa với việc là sinh vật đó sẽ bị chết. Câu hỏi thứ hai đặt ra là nhiệt độ cơ thể của một vận động viên đang thi đấu và một nhân viên đang làm việc trong văn phòng có gì khác nhau? Em hãy giải thích điều này. Chúng ta thấy rằng nhiệt độ của vận động viên sẽ cao hơn người làm việc trong văn phòng. Bởi vì khi vận động viên vận động, cơ thể anh ta cần sử dụng nhiều năng lượng, dẫn đến quá trình trao đổi chất và năng lượng trong cơ thể sẽ diễn ra nhanh hơn và cơ thể sẽ tỏa ra nhiều nhiệt hơn. Chính vì thế mà nhiệt độ cơ thể của anh ta sẽ cao hơn so với người làm việc trong văn phòng. Sau đây, chúng ta sẽ cùng làm một số bài tập. Cô có câu hỏi thứ nhất. Cho 3 trường hợp sau. A. Người đang chơi thể thao. B. Người đang ngủ. C. Người đang đi bộ. Em hãy so sánh tốc độ trao đổi chất ở 3 trường hợp trên và giải thích. B nhỏ, hãy xác định quá trình chuyển hóa năng lượng ở trường hợp A và C. Như vậy ta thấy rằng tốc độ trao đổi chất sẽ lần lượt là thấp nhất ở người đang ngủ, B, sau đó đến người đi bộ, C, và cuối cùng là người đang chơi thể thao sẽ có tốc độ trao đổi chất nhanh nhất, đó là A. Và quá trình chuyển hóa năng lượng trong hai trường hợp A và C đó là trong trường hợp A, người đang chơi thể thao, cơ thể vận động mạnh với cường độ cao. Do vậy, cơ thể sẽ đẩy nhanh quá trình trao đổi chất và giúp tạo ra nhiều năng lượng, khiến nhịp tim và nhịp thở tăng, cơ thể nóng lên và đổ nhiều mồ hôi. Còn đối với người đang đi bộ, cơ thể vận động nhẹ, quá trình trao đổi chất diễn ra ổn định. Câu 2. Hãy đề xuất một số biện pháp giúp tăng cường quá trình trao đổi chất ở cơ thể người. Một số biện pháp giúp tăng cường quá trình trao đổi chất đó là ăn uống đầy đủ và đa dạng chất dinh dưỡng. Thứ hai, sẽ có kế hoạch tập luyện thể dục thể thao hợp lý. Trên đây là bài giảng của cô về vai trò của quá trình trao đổi chất và năng lượng trong cơ thể.
sinh vật. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Các em hãy ấn nút like, share và đăng ký kênh chương trình mới Trung học cơ sở Trung học phổ thông của chúng tôi để có thể cập nhật nhanh nhất những bài giảng mới trong chương trình của mình nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các em.